Trước đó, theo báo Guardian, chính quyền Washington đã công bố gói viện trợ an ninh trị giá 200 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Theo đài CNN, công bố dự kiến nói trên của ông Biden sẽ nâng tổng số tiền Mỹ cam kết viện trợ cho Ukraine lên 1 tỷ đô la Mỹ trong tuần qua, và lên tổng cộng 2 tỷ đô la Mỹ kể từ khi ông Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ. Gói viện trợ mới sẽ bao gồm các trang thiết bị quân sự mà Mỹ cho rằng người Ukraine đang cần nhất. Theo vị quan chức nắm rõ kế hoạch của chính phủ Mỹ, viện trợ có thể bao gồm tên lửa chống tăng và hệ thống phòng không như Javelin và Stinger. Tuy nhiên, gói viện trợ này không bao gồm việc cung cấp máy bay chiến đấu hay lập vùng cấm bay tại Ukraine, điều mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng là cần thiết để kháng cự trước lực lượng Nga. Động thái này diễn ra sau khi Kiev kêu gọi sự giúp đỡ hơn nữa của Washington. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến phát biểu trước Quốc hội Mỹ lúc 9 giờ sáng ngày 16 tháng 3 giờ Mỹ, 20 giờ tối cùng ngày giờ Việt Nam, nhằm kêu gọi Washington giúp đỡ Kiev nhiều hơn. Theo trang Politico, cho đến nay Tổng thống Joe Biden đã gửi vũ khí và thiết bị tới Ukraine, tập hợp các đồng minh châu Âu ủng hộ Kiev và dẫn đầu một loạt biện pháp trừng phạt với Nga và các tổ chức cá nhân ở nước này. Tuy nhiên, ông Biden không đồng ý đáp ứng một số yêu cầu của Tổng thống Zelensky như áp đặt vùng cấm bay, cấp hệ thống tên lửa tiên tiến và máy bay chiến đấu cho Ukraine. Bài phát biểu của ông Zelensky trước Quốc hội Mỹ ngày 16 tháng 3 có thể khiến ông Biden phải chịu nhiều áp lực hơn từ các nhà lập pháp ủng hộ tăng viện trợ cho Ukraine. Các quan chức chính quyền Biden thừa nhận họ cảm thấy áp lực từ yêu cầu được hỗ trợ nhiều hơn của Tổng thống Zelensky, theo Politico. Richard Haass, Chủ tịch Hội đồng quan hệ quốc tế của Mỹ, nhận định, tôi không thấy có khả năng thay đổi quỹ đạo cơ bản. Dù chúng ta có cung cấp cho Ukraine nhiều phương tiện hơn để tự vệ và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến là giao tranh sẽ kéo dài. Các quan chức chính quyền Mỹ cho rằng các thiết bị Mỹ gửi, như hệ thống phòng thủ chống tên lửa, đã giúp Ukraine cầm chân Nga. Tuy nhiên, một số yêu cầu khác của Kiev, như máy bay chiến đấu, sẽ không tạo ra nhiều khác biệt. Trước đó, vào đầu tháng 3 năm 2022, khoảng 300 nhà lập pháp đã dự một cuộc họp trên Zoom với ông Zelensky.